Những ngày tươi sáng phía trước đây không phải là một nơi vui vẻ. Không ai có thể mỉm cười ở đây trừ khi đã đến lúc họ phải rời đi. Mọi người đều bị giới hạn trong khu chật chội của họ và giữ cho riêng mình. Khách, bạn có thể quên du khách, không ai biết bạn đang ở đây, và không ai quan tâm. Mọi ký ức bạn có về gia đình hoặc bạn bè trước đây đều trở thành sương mù và cuối cùng biến mất hoàn toàn sau đủ thời gian ở nơi này. Việc kết bạn cũng thường không xảy ra. Hai bạn không được phép đến gần nhau vì sợ một cuộc chiến nổ ra, ngay cả khi bạn nhỏ bé và yếu ớt và không thể thắng một cuộc chiến trong ngày đẹp nhất của mình. Thông thường, giờ ăn là khoản xã hội hóa duy nhất mà bạn nhận được, và chất lượng của công ty khiến bạn mong muốn. Đôi khi bạn nhận được câu xin chào cộc lốc, nhưng hầu hết, bạn chỉ nhận được một tiếng cào nhàu và thức ăn của bạn bị đẩy vào buồng giam của bạn một cách không hài hòa. Khi ai đó cuối cùng cũng đi ra khỏi đây, bạn sẽ khó mừng cho họ vì lẽ ra đến lượt bạn. Bạn đã được tốt, không phải lúc nào mọi người cũng để ý đến những hành vi tốt sao? Rõ ràng không phải bạn. Bạn ngồi và suy nghĩ về những gì bạn có thể đã làm sai. Có lẽ bạn nên cố gắng đối xử tốt với người cho bạn ăn thay vì trốn vào góc phòng giam. Có lẽ bạn nên cố gắng đối xử tốt hơn với người bạn đi qua trong hành lang trong một trong những lần mạo hiểm hiếm hoi ra khỏi phòng giam của bạn. Bạn tự nhủ rằng bạn sẽ làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết để kiếm được tự do. Bạn sẽ giữ cho mình sạch sẽ hơn, ăn tất cả các bữa ăn của bạn mà không phàn nàn về chất lượng của thức ăn. Để bạn có hành vi tốt sẽ là điều ít nhất họ có thể làm cho bạn. Không có cơ hội thất bại trong tuần này, ngoại trừ tuần này trôi qua như bao ngày khác, bạn không nhận ra, các bữa ăn giống nhau được đưa ra ngày này qua ngày khác. Không có gì thay đổi, bạn bắt đầu tức giận và mất kiên nhẫn, bạn đã làm đúng mọi thứ, tại sao bạn vẫn bị mắc kẹt ở đây? Khi bạn tương tác với những người khác, bạn trở nên nhanh nhẹn và hiếu chiến khỏi sự cô lập. Những lời thì thầm phát ra từ dưới sảnh, bây giờ bạn đã có trong danh sách. Bạn không muốn có tên trong danh sách, những người có tên trong danh sách hầu như không bao giờ thoát khỏi nó và họ có thể quên việc ra khỏi đây. Họ rời đi bằng cửa sau và không bao giờ quay lại. Nỗi sợ hãi bao trùm, và giờ tất cả những gì bạn có thể làm là thu mình vào góc và khóc. Bạn ngừng ăn và khi ai đó đến đưa bạn đi bộ một đoạn ngắn trên hành lang, bạn chỉ đi được 10 bước trước khi cố gắng quay trở lại phòng giam của mình. Những lời thì thầm bắt đầu lớn hơn bây giờ. Họ đang công khai nói về danh sách và tên của bạn hiện đã có trên đó. Một thẻ được đặt trên ô của bạn, cho mọi người khác biết về tình trạng bấp bênh hiện nay của bạn. Điều này không thể xảy ra. Bạn không hiểu, làm thế nào mà mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Bạn không biết điều đó, nhưng bạn đang ở trong một danh sách khác, lần này là một lần tốt. Ai đó ngoài kia đã nghe câu chuyện của bạn bởi ân điển của Đức Chúa Trời và muốn giúp giải phóng bạn. Trong khi bạn đang từ bỏ hy vọng, người này đang tập hợp một đội quân gồm những người tốt bụng. Những người muốn cứu bạn và nhiều người khác cùng cảnh ngộ như bạn. Tiền đang được nâng lên, vận chuyển đang được thu xếp và tự do của bạn giờ đây đã nằm trong tầm tay của bạn. Có một cuộc chạy đua với thời gian ngoài kia đang diễn ra vì sự tự do của bạn ngay bây giờ. Những người đã đến với bạn và đưa bạn vào danh sách tốt của họ giờ đang cố gắng chống lại và đánh bại những người đã đưa bạn vào danh sách xấu. Bạn bè của bạn đang được nói rằng bạn là người sợ hãi, không có sự phục hồi nào có thể khiến bạn trở thành một thành viên hoạt động của xã hội, nhưng họ không lắng nghe. Họ biết rằng sâu thẳm bên dưới tất cả những tổn thương mà bạn phải chịu đựng, bạn là người tốt và bạn có thể được cứu. Hôm nay là ngày, mặc dù bạn chưa biết nó, bữa sáng đến cùng một lúc, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng bạn ăn một bữa ăn ở nơi tối tăm lạnh lẽo này. Bạn sẽ không bao giờ phải ngủ trên chiếc chăn lông xù trên nền nhà ẩm ướt và cứng. Cơn ho mà bạn mắc phải trong ít nhất 2 tuần sẽ được điều trị và bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn so với những tuần sau đó. Cuối cùng bạn sẽ biết tình yêu, họ đến phòng giam của bạn và bạn nghĩ rằng họ đang ở đây để bạn đi bộ dọc hành lang. Vì vậy bạn không nên để vị trí của mình trong góc. Người đang nói chuyện với bạn có một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng. Bạn đã từng nghe không có gì giống như nó trước đây. Cảm thấy lo lắng nhưng bây giờ tò mò, bạn rời khỏi góc của bạn và đi ra ngoài ánh sáng nơi họ có thể nhìn thấy bạn. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, đuôi của bạn chỉ khẽ vẫy một chút và bạn phát ra tiếng rên rỉ khi nhích lại gần bạn sắp được cứu. Cô ấy thủ thỉ với bạn, và bạn có thể cảm thấy nỗi sợ hãi và lo lắng tan biến khi cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu bạn và ngứa ngáy dưới cổ áo quá chật của bạn. Bạn đã rất muốn có được chỗ đó nhưng không bao giờ có thể thỏa mãn cơn ngứa đó, vì vậy bạn dựa vào tay cô ấy và rên rỉ khiến cô ấy bật cười. Thật là một âm thanh huy hoàng. Đối với bạn, tiếng cười giống như âm nhạc và bạn sẽ thích ngay lập. Brighter days ahead, this is not a place of joy. Nobody ever smiles here unless it is their time to leave.
Everyone is restricted to their cramped quarters and kept to themselves. Visitors? You can forget visitors. No one knows you are here, and no one cares. Any memories you had of family or friends from before become foggy and eventually disappear altogether after enough time in this place. Making friends usually does not happen either. You are not allowed near each other for fear of a fight breaking out. Even if you are small and weak and could not win a fight on your best day. Typically, mealtime is the only socialization you get, and the quality of the company leaves something to be desired. Sometimes you get a curt, hello, but most often, you just get a grunt and your food shoved in your cell unceremoniously. When someone does finally make it out of here, you find it hard to be happy for them because it should be your turn. You have been good, don't people get let out on good behavior all the time? Apparently not you. You sit and think about what you might have done wrong. Maybe you should have attempted to be nice to the person who feeds you instead of hiding in the corner of your cell. Maybe you should have tried being nicer to the person you passed in the hallway on one of your rare ventures out of your cell. You tell yourself that you will work harder than ever to earn your freedom. You will keep yourself cleaner, eat all your meals without complaining about the quality of the food. Letting you out on good behavior will be the least they can do for you. There is no chance of failure this week, except this week passes like any other. You do not get out. The same meal is given day in and day out. Nothing changes. You start to get angry and impatient. You have done everything right, why are you still stuck here? When you do get to interact with others, you become snappy and aggressive from the isolation. Whispers come from down the hall, you are now on the list. You do not want to be on the list. Those who get on the list almost never get off it, and they can forget about getting out of here. They leave by the back door and never come back. Fear takes over, and now all you can do is cower in the corner and cry. You stop eating your meals, and when someone comes by to take you out for a short walk down the hallway, you barely walk 10 steps before trying to bolt back to your cell. The whispers start getting louder now. They are openly talking about the list, and your name is now on it. A card is placed on your cell, letting everyone else know about your now precarious status. This cannot be happening. You do not understand, how did things get this far out of control? You do not know it, but you are on another list, this time a good one. Someone out there has heard your story by the grace of God and wants to help free you. While you are giving up hope, this person is gathering an army of good-hearted people who want to save you and many others in the same predicament as you. Money is being raised, transport is being arranged, and your freedom is now within your reach. There is a race against time out there happening for your freedom right now. The people who have come together for you and put you on their good list are now trying to work against and beat the people who have put you on the bad list. Your friends are being told that you are fearful. No amount of rehabilitation is going to make you a functioning member of society, but they are not listening. They know that deep down underneath all the trauma you have suffered, you are good, and you can be saved. Today is the day, though you do not know it yet. Breakfast comes at the same time, but this will be the last time you will eat a meal in this cold, dark place. You will never have to sleep on your ratty blanket on the damp, hard floor. That cough you have had for at least 2 weeks will be treated and you will feel better than you have in weeks. You will finally know love. They come to your cell, and you think they are here for your walk down the hallway, so you do not leave your spot in the corner. The person who is speaking to you has a warm, gentle voice. You have heard nothing like it before. Feeling anxious but now curious, you leave your corner and come out into the light where they can see you. For the first time in forever, your tail wags just a little bit and you let out a whine as you inch closer to your soon-to-be rescuer. She coos to you. And you can feel your fear and anxiety melt away as she pats your head softly and itches under your too tight collar. You have been dying to get that spot but could never quite satisfy that itch, so you lean into her hand and groan, which makes her laugh. What a glorious sound! Laughter sounds like music to you. And you instantly love.